là 22 tháng 3 năm 2024. Nó bị mấy năm rồi? 10 năm rồi. 10 năm. Đi khám ở BT chụp chiếu để mà xét nghiệm được lại thì là người đấy. Vâng. Này là vậy nến, mà chị Nhung nhìn gửi qua là cái hình ảnh của nó không rõ, nó giống như là bị viêm da thôi, nhưng đây là vậy nến rồi. Đây cả chân các bạn nhìn qua chân. Nhìn bụng rồi. Chân cái bụng nó bị hết rồi, khắp người luôn rồi. Thật vả. Đằng trước sau bị hết. Đầu. Đầu đoạn cắt chọc vệ sinh sạch sẽ, để tóc cái là cục luôn. Tóc nó bí. Đúng rồi, tóc nó bí, lúc nào mình cắt chọc cạo cho. Thì trước nay điều trị như thế nào bác? Mình toàn uống thuốc của bên ấy, toàn mua thuốc ở Đông Đông Y. Mà không đỡ đâu bạn. Cái này là bệnh tự miễn, thì nó không phải là bệnh ngoài da. Thì mình không dùng để bôi để mà xử lý nó được. Bên trong bệnh tự miễn là bên trong phá ra. Thì chúng ta nghĩ rằng nó là bên ngoài, chúng ta bôi là nó là một sai lầm rất lớn. Bôi chỉ là một phần rất nhỏ trong cái phác đồ thôi. Thì nó không phải là lý do sinh ra bệnh này là ở ngoài da. Thế là mình nhầm như thế, đâm ra là thầy thuốc người ta cũng nhầm. Bảo bôi cho nọ, bôi thực ra bây giờ nó cứ nhầm lẫn là nó dùng cái corticoid để lạm dụng. Để corticoid nó vẫn hấp thụ qua da. Nếu mà chúng ta bôi lạm dụng có thể sẽ bị suy thận. Nếu chúng ta mà dùng quá nhiều. Được, em giúp cái này thì bác kiên trì nhá. Vâng, em giúp là ok thôi. Người vừa này khó chịu lắm, gãi toàn bệnh cả móng ra, bệnh hết cả áo. Nhà mình ở đâu đấy? Cầu Giấy ạ. Chữa nhiều nơi lắm đúng không? Vâng, mình chữa nhiều nơi. Cũng cay lắm đấy nhỉ. Mất cả phong độ rồi nhỉ. Nó mất tự tin luôn ấy. Đúng ra thì nó ra dị ứng mình thì nó kinh ấy. Đúng rồi. Bực phết ấy. Lúc mà thấy bố chị Nhung mà chữa khỏi được thì cũng đã có niềm tin của bác sĩ là chị Nhung. Cái này thì nó chán ở chỗ là gặp nhau muộn quá. Thì bắt đầu mình cái thời gian kia nó làm cho mình đã chán rồi. Nhưng bây giờ chúng ta mới vượt qua cái đấy thì tầm này nó 10 năm nó ì. Vâng. Chữa rất khó khăn đấy, cố gắng. Kiểu bị nhờn thuốc đúng không ạ? Gãi bật cả máu. Đấy là toàn gãi chảy máu áo, da bị bẩn hết. Vất vả quá. Ngứa chịu được. Không lây. Mình từ miễn thì không lây, nhưng mà bác ngồi cúi hẳn xuống. Được rồi. Ôi vất vả lắm. Công việc bác làm gì? Bây giờ mới vừa 64 tuổi rồi. Trước làm gì bác? Trước làm điều hành với bẩn công ty nhỏ của em ra. Không, cho mấy năm.